chào mọi người nha. Hôm nay tiếp tục review làm món lẩu Thái cho mọi người luôn. Cái thịt da vua. Thịt gân nè. Đây mới quay đấy. Để chia lăng mình hộp rắc cái gì. Cái thay đầu tên nhạc nói cho mình. Man, bây giờ mọi người review. Được làm rồi mời nha, thế là món của mình đã chín nha. Chín thôi để nhập nhẹ. Đợi đào mình chi nữa, anh dần bớt tao mình lại bỏ vô nữa. Không. Xin chào mọi người đến với kênh Siêu Ham Vlog nha. Tiếp tục video hôm nay mình lại chế biến một món lẩu gia vị của mình. Rau, cà chua, lẩu hủ qua nha các bạn. Đó, bên đây có hủ qua nha. Còn bên đây có trứng lộn luôn. Đây là cá lóc nha mọi người ơi. Là cá lóc này. Đây trái ớt nha. Ớt siêu cay của mình luôn, còn mắm luôn. Xin chào các bạn tới. Đồ bếp đang sắc tỏi. Đó. Rất là chuyên nghiệp luôn mọi người nha. Đây là nguyên liệu chính của mình đây. Đó, bữa chủ nhật của mình là thế này thôi. Rồi bắt đầu chế biến món ăn luôn. Ý cũng dán không lại kìa, đạp vô mình sắn kìa. Bắt đầu mình đổ dầu ăn vô. Đó. Cái dừa thôi. Đổ nha. Bỏ hành. Hành vô. Hành để cao. Rồi. Nước vô. Nước đâu. Đầu bếp thì dưng hỏi người ta trời. Bắt đầu đổ nước vô. Rồi. Đầu bếp này vẫn còn thiếu thốn lắm, phải đào tạo thêm. Đầu bếp ham. Rồi bắt đầu cho ớt vô đi, cắt ớt. Dạ, yeah, có kéo kìa. Ôi, hai trái này. Như ăn mì cay vậy thôi. Ăn bữa cay á. Mấy trái kia chút lặn nước mắm. Lẩu siêu cay. Chưa tay, cái gì siêu cay cũng được. Cái gì cũng
nay làm nóng siêu cay như tôi luôn. Đây là nguyên liệu của mình, nguyên liệu chính nha. Cái hương vị của mình đây, có lẩu Thái này. Đó. Bắt đầu mình xé vô. Đổ vô hết luôn. Rồi. Đây, vậy là nó đang lên màu đây mọi người. Chưa đâu, mình nêm nếm là vậy. Đây bắt đầu nha, bỏ vô cà chua vô. Chưa, bỏ cà chua để cho nó sôi. Nó bự con đó đó. Anh không biết nó bự đâu. Thấy rồi, thấy trước mày nữa mà không lấy. Mày ăn nào mà. Ê, bỏ hoài coi chừng nặng ha. Muốn ngọt. Ngọt, chua, đuối. Đầu này bữa thứ ba đi đám nè. Đâu nào? Đi đám à, tới giờ rồi, ngày thứ ba đi. Chuyên nghiệp đây. Chuyên nghiệp đây.